Có bao giờ bạn từng tự hỏi nếu lợn rừng ở Mỹ di cư đến các khu vực khác như Trung Quốc hay Đông Nam Á thì sẽ như thế nào không? Bởi lợn rừng ở Mỹ bị coi là loài xâm lấn cần tiêu diệt, còn tại Trung Quốc và Đông Nam Á, chúng lại là thực phẩm có giá thành đắt đỏ. Vậy, hãy cùng chúng tôi khám phá thịt lợn rừng ở Đông Nam Á để thấy giá thành của chúng đắt đỏ như thế nào nhé! Mỹ sẽ hối hận khi biết thịt lợn rừng ở Đông Nam Á đắt đỏ như thế nào. Trong số các loài động vật hoang dã tại Mỹ, lợn rừng là một trong những loài được khuyến khích săn bắn hàng năm mà không bị giới hạn bởi bất kỳ một yếu tố nào. Nông dân Mỹ có thể tự do tiêu diệt lợn rừng trên vùng đất thuộc quyền sở hữu của họ mà không cần giấy phép săn bắn. Ở nhiều bang như Texas, Florida hay Georgia còn đưa ra những phần thưởng hậu hĩnh cho người tiêu diệt được nhiều lợn rừng nhất. Phương pháp săn lợn rừng ở Mỹ chủ yếu là đi săn bằng súng hay còn được gọi là phương pháp cực đoan. Nông dân và thợ săn thường phục kích ở gần các khu vực lợn rừng thường xuất hiện. Họ có thể phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ để con mồi xuất hiện. Lợn rừng có thể hoạt động riêng lẻ, nhưng phần lớn chúng hoạt động theo bầy đàn. Trong tình huống này, thợ săn thường ngắm bắn những con lợn trưởng thành, có kích thước lớn nhất. Bởi săn lợn rừng trưởng thành cũng nhằm ngăn chặn khả năng sinh sản của chúng và giảm thiểu số lượng bầy đàn lợn rừng đang ngày càng phát triển. Với quần thể hơn 9 triệu con rải rác khắp các bang, khiến chúng trở thành kẻ phá hoại số 1 đối với nông nghiệp. Chúng xâm nhập vào các nông trại và phá hoại cây trồng từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch và gây ra thiệt hại lớn đối với người nông dân. Mỗi năm, Mỹ đều tốn kém khoản chi phí lên tới 1 tỷ đô la để kiểm soát lợn rừng. Bạn có thắc mắc tại sao lợn rừng lại phát triển ở Mỹ nhanh như vậy không? Ngoài khả năng sinh sản là nguyên nhân khiến số lượng lợn rừng tăng nhanh chóng trong gần một thập kỷ qua, thì nguyên nhân chủ yếu nhất là người Mỹ sẽ không ăn thịt lợn rừng. Lợn sau khi được săn bắn thường sẽ được chế biến thành thức ăn cho các loài động vật trang trại khác hoặc bị tiêu hủy. Lợn rừng được thuần hóa và nhân giống thành công tại Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, nông dân không chăn nuôi lợn rừng theo mô hình khép kín mà chăn thả ngoài tự nhiên phù hợp với tập tính của lợn rừng. Đàn lợn được hoạt động tự do trong các khu vườn cây ăn quả rộng rãi hoặc vùng đồi núi có nhiều cây cối làm bóng mát. Chuồng trại cho lợn trú ẩn cũng được thiết kế rất đơn giản, chủ yếu được làm từ cây gỗ hay vật liệu hiện có. Do đó, nông dân Đông Nam Á cũng không phải tốn kém chi phí xây dựng chuồng trại. Thức ăn chăn nuôi lợn rừng cũng chủ yếu có sẵn tại địa phương là các loại nông sản hoặc ngũ cốc do nông dân trồng trọt. Nhìn chung, việc nhân giống và chăn nuôi lợn rừng tại khu vực Đông Nam Á gần như rất ít chi phí. Hơn thế nữa, lợn rừng còn có sức khỏe và khả năng chịu hạn tốt nên chúng rất ít khi bị nhiễm bệnh. Do đó, các trang trại chăn nuôi lợn rừng ngày càng mở rộng ở các vùng nông thôn Đông Nam Á. Việc nuôi lợn rừng không tốn kém chi phí, nhưng giá thành của chúng lại rất cao hơn hẳn thịt lợn thông thường. Nếu giá bán thịt lợn thông thường với giá khoảng 5 đô 1 kg, thì thịt lợn rừng có giá gấp đôi là 10 đô 1 kg. Do vậy, nhiều nông dân ở Đông Nam Á đã làm giàu từ nghề nuôi lợn rừng. Vậy, tại sao nông dân Mỹ lại không phát triển các trang trại nuôi lợn rừng? Bởi người Mỹ cho rằng thịt hoang dã nói chung và thịt lợn rừng nói riêng có chứa nhiều vi khuẩn không tốt cho sức khỏe con người. Về hương vị, thịt lợn rừng có thể có mùi hôi và nồng hơn thịt lợn thuần hóa. Nó không có sự hấp dẫn đối với đa số người Mỹ. Kết cấu của thịt lợn rừng cũng có thể dai hơn do hoạt động sống hoang dã của loài vật này. Mặc dù một số người vẫn săn và ăn thịt lợn rừng, đặc biệt là ở những khu vực có quần thể lợn rừng đông và được khuyến khích săn bắn để kiểm soát số lượng, nhưng đây vẫn là một hoạt động thích hợp chứ không phải là lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn uống. Một trong những nguyên nhân là do lợn rừng bị cấm nuôi và vận chuyển trên khắp các bang ở Mỹ. Vì vậy, việc phát triển trang trại chăn nuôi lợn rừng là điều không thể xuất hiện tại Mỹ nếu số lượng ngoài tự nhiên còn quá nhiều. Ngược lại, người dân ở Đông Nam Á đã ăn thịt lợn từ hàng nghìn năm trước và số lượng lợn rừng hoang dã đã bị suy giảm nghiêm trọng. Số lượng lợn rừng ngoài tự nhiên đang ngày càng suy giảm, do đó quy trình nhân giống và chăn nuôi lợn rừng cũng được khuyến khích, vừa phát triển kinh tế và vừa bảo tồn các giống lợn rừng. Trong các nhà máy chế biến hoặc giết mổ lợn tại khu vực Đông Nam Á, nơi có hàng nghìn con lợn được xử lý mỗi ngày, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn rừng ở Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Do đó, các nhà máy chế biến cũng cần hoạt động liên tục để cung cấp thịt lợn rừng cho những người tiêu dùng. Trong hàng nghìn năm lịch sử, người Trung Quốc rất thích tiêu thụ thịt lợn và coi đó là nguồn cung cấp protein quan trọng nhất. Tuy nhiên, số lượng lợn nuôi trên đất nước này không thể cung cấp đủ thực phẩm cho hơn 1,4 tỷ người. Do đó, mỗi năm, Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn thịt lợn từ nước ngoài, trong đó thị trường của Nga cũng chiếm một phần quan trọng. Vậy, Nga xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Trung Quốc như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới, chiếm một nửa tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu. Tuy nhiên, mỗi năm, đất nước này vẫn nhập khẩu hàng triệu tấn thịt lợn, bao gồm các phụ phẩm đi kèm.
Trước đó vào năm 2008, Trung Quốc bắt đầu áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ Nga khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên toàn thế giới. Từ đó đến nay, đã hơn 15 năm, Trung Quốc mới bắt đầu mở cửa để nhập khẩu thịt lợn từ Nga. Mới đây nhất, lô hàng 4.500 tấn thịt lợn đã được xuất khẩu thành công từ Nga vào Trung Quốc. Vậy, ngành chăn nuôi lợn ở Nga đã có bước tiến như thế nào để đảm bảo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Trung Quốc? Theo thống kê, có gần 30 triệu con lợn được nuôi tại Nga, dẫn đầu là các vùng Belgorod, Kursk, Tambov, Chelyabinsk, Pskov, Voronezh, vùng lãnh thổ Krasnoyarsk và Altai. Lợn rất dễ nuôi để lấy thịt, thực tế chúng là một trong những loài vật dễ nuôi nhất. Chúng phát triển nhanh chóng, sản xuất một lượng lớn thịt cho mỗi con vật và có thể được nuôi dưỡng mà không gặp nhiều khó khăn trong một trang trại khép kín hoặc ngoài trời, trên đồng cỏ hoặc rừng. Một điều tuyệt vời khác ở lợn là chúng thích nghi với hầu hết mọi môi trường sinh trưởng, với nhiều loại thức ăn khác nhau và có thể được nuôi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đối với lợn nuôi trong trang trại khép kín, cần chú trọng đến mật độ chăn thả để tạo không gian cho lợn sinh trưởng và phát triển. Khi chúng cảm thấy thoải mái, sẽ cung cấp chất lượng thịt cao hơn. Để môi trường sống của lợn được đảm bảo và ngăn ngừa các loại vi khuẩn và virus lây bệnh, cần có hệ thống xử lý chất thải phù hợp. Tất cả chất thải từ lợn sẽ được gom lại vào một khu vực và được xử lý thành những chế phẩm như phân hữu cơ hoặc chế tạo khí biogas. Nhìn chung, các trang trại chăn nuôi gia súc có thể tận dụng mọi thứ nhằm tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Cũng giống các trang trại nuôi lợn khác, những người nông dân Nga cung cấp thức ăn cho lợn chủ yếu là các loại thức ăn công nghiệp. Các trang trại quy mô lớn có thể tự sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc nhập khẩu ở các khu vực khác. Điều quan trọng là phải cơ cấu chế độ ăn uống sao cho vật nuôi nhận được thức ăn thích hợp, có hàm lượng protein cao và hàm lượng carbohydrate thấp. Chất thải thực phẩm chất lượng cao là nguồn cung cấp các nguyên tố vi lượng, thức ăn mọng nước và thức ăn thô là nguồn chất xơ. Khi lợn được nuôi trong trang trại, chúng được cung cấp nước sạch 24/7, tránh lợn tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm. Lợn trong các trang trại ở Nga được nuôi dưỡng trong vòng 6 tháng. Sau khi đạt trọng lượng khoảng 200-300 pound, chúng sẽ được vận chuyển đến các nhà máy chế biến. Quá trình vận chuyển lợn cũng quan trọng không kém. Những người vận chuyển cần đảm bảo rằng lợn không bị căng thẳng khi vận chuyển. Người ta tin rằng thời gian vận chuyển động vật càng ít thì chúng càng ít gặp căng thẳng. Vì vậy, việc đưa lò mổ càng gần trang trại lợn càng tốt là điều hợp lý. Hiện nay, công nghệ giết mổ vật nuôi đã được cải tiến, phương pháp giết mổ lợn hiện đại không gây căng thẳng cho cả người và động vật. Sau khi vận chuyển động vật đến lò mổ, chúng được đưa vào khu vực nhốt giữ, nơi có những chiếc chuồng đặc biệt để nhốt lợn trong ít nhất 3 giờ. Việc nhốt lợn trong chuồng là cần thiết để vật nuôi bình tĩnh lại sau khi vận chuyển và thư giãn. Trong các nhà máy, việc giết mổ gia súc thường áp dụng các phương pháp nhân đạo không gây đau đớn. Sau đó, lợn sẽ được treo ngược trên những chiếc móc của dây chuyền tự động. Để có được sản phẩm chất lượng cao, lông lợn phải được loại bỏ hoàn toàn, chúng được đưa vào bể nước nóng. Quy trình này sẽ giúp các năng lông lợn dễ loại bỏ hơn. Tiếp đó, nhân công thực hiện quy trình loại bỏ nội tạng để phân loại thịt. Các bộ phận như nội tạng, đầu lợn hay chân lợn đều không được ưa chuộng tại Nga. Thế nhưng tại Trung Quốc, chúng lại là những món ăn được săn đón. Vì vậy, chúng được coi là phụ phẩm để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hiện nay, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng được thắt chặt và sự hợp tác giữa hai nước cũng được chú trọng. Việc xuất khẩu nông sản và thực phẩm giữa hai nước ngày càng được tăng mạnh, không chỉ đảm bảo sự phát triển kinh tế mà còn về an ninh lương thực. Bạn nghĩ sao về việc biến nọc độc của một con bọ cạp có thể giết người thành một nguồn thu lợi nhuận khổng lồ? Đó thực sự là một ý tưởng điên rồ. Kể từ năm 2016, ngày càng có nhiều nông dân mạo hiểm nuôi bọ cạp để lấy nọc độc trên toàn cầu. Và có lẽ bạn cũng chưa biết rằng một gallon nọc độc của bọ cạp có thể có giá tới 39 triệu USD, thậm chí là hơn thế nữa. Vậy tại sao loại độc dược này lại đắt đỏ đến vậy? Đừng bỏ lỡ chi tiết nào trong video ngày hôm nay nhé! Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay! Bọ cạp là loại động vật không có xương sống, có 8 chân và có nọc khá độc. Các con cái có phần càng và đuôi nhỏ hơn những con đực, nhưng kích thước của chúng lại to hơn con đực với phần bụng khá lớn. Cho tới nay, người ta vẫn chưa xác định được tuổi thọ tối đa của bọ cạp. Thông thường, chúng có thể sống với thời gian khoảng từ 4 cho tới 40 năm. Tất cả các con bọ cạp đều có nọc độc và có thể gây ra các phản ứng đau hoặc tê cứng nếu bị cắn. Trên thực tế, bọ cạp không đủ nọc độc để giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với một vài người bị dị ứng với bọ cạp có thể tử vong nhanh hơn. Để nuôi được loài vật này, chúng ta cần biết kỹ thuật chăn nuôi cũng như hiểu rõ được các tập tính sống của chúng. Dựa vào số lượng bọ cạp khác nhau, ta có thể xây dựng khu vực nuôi có diện tích sao cho phù hợp. Với 100 con bọ cạp thì diện tích khu vực nuôi sẽ rơi vào khoảng 1m2, từ 3.000 con trở lên thì diện tích tiêu chuẩn là khoảng 8m2. Bạn có thể nuôi bọ cạp trong các chuồng nuôi chuyên dụng hoặc trong các hộp nhựa. Chuồng nuôi cần xây dựng ở nơi thoáng mát, khô ráo, độ sâu trung bình sẽ khoảng từ 30 đến 50cm. Trong chuồng nuôi, cần giữ cho đất tơi xốp, đất đảm bảo không quá khô, cần đặt các gốc cây có rễ chùm và đắp thêm đất vào để chúng đào hang tạo chỗ ẩn nấp. Thức ăn yêu thích của bọ cạp là các loài động vật nhỏ như sâu bọ, dế. Chúng sử dụng nọc độc và càng để bắt mồi. Thông thường, bọ cạp sẽ làm tê liệt hoặc giết chết con mồi trước khi ăn. Chúng sẽ dùng càng chia nhỏ con mồi ra và thưởng thức. Bọ cạp chỉ có thể tiêu hóa thức ăn ở dạng mềm. Do đó, các phần chất rắn như bộ xương ngoài, lông của con mồi đều bị chúng bỏ lại. Thông thường, một con bọ cạp chỉ ăn từ 1 đến 2 con dế mỗi lần và sau khi ăn, chúng cần vài hôm để tiêu hóa hết. Vì vậy, cách vài ngày mới cho ăn lại một lần. Thời điểm cho ăn thích hợp nhất là vào buổi chiều tối. Có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là bọ cạp là loài đẻ con, mỗi lần chúng có thể đẻ tới 80 con.
Sau khi đẻ, bọ cạp non sẽ nằm trên lưng mẹ cho đến khi chúng trải qua ít nhất một lần lột xác. Chúng sẽ không thể sống được nếu bị tách khỏi mẹ ngay sau khi sinh. Sau khoảng 10 ngày, bọ cạp non có thể tự bò xuống đất và kiếm ăn. Mẹ chúng sẽ tiếp tục giao phối và sinh sản. Bọ cạp con mất khoảng 6 tháng để có thể phát triển và trưởng thành. Sau khi đạt từ 1 đến 2 năm tuổi, bọ cạp bước vào giai đoạn thu hoạch nọc độc. Để có được hỗn hợp độc tố quý giá này, người ta sẽ phải thực hiện các bước thu hoạch thủ công. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bọ cạp đốt trong quá trình thu hoạch nọc độc. Việc lấy nọc độc sẽ là một công việc khó khăn, họ sẽ sử dụng một xung điện nhỏ để truyền vào bọ cạp và khiến nọc độc của chúng thoát ra ngoài, tạo ra một hoặc hai giọt chất lỏng màu trắng đục. Ngay sau đó, sẽ thu chúng vào trong lọ chứa chuyên dụng. Trung bình, một con bọ cạp mỗi ngày sẽ tiết ra khoảng 2mg nọc độc. Số nọc độc thu hoạch được sẽ dùng để chế tạo mỹ phẩm hoặc thuốc. Các thành phần hoạt động của nọc độc là protein và peptide. Thành phần này cũng có trong nọc độc rắn hoặc các sinh vật khác. Các axit amin hình thành các peptide này sẽ có khả năng tạo ra nọc độc. Chúng tìm kiếm và phá hủy các tế bào, mang lại lợi ích trong việc phát triển các loại thuốc giảm đau, điều chỉnh huyết áp và điều trị ung thư và bệnh Parkinson. Là một trong những quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới, nước Nga có nền kinh tế chăn nuôi phát triển mạnh mẽ với hàng chục triệu con gia súc và hàng trăm nghìn trang trại lớn nhỏ khác nhau. Ngành chăn nuôi bò được chú trọng phát triển với mục đích thu hoạch thịt và sữa, với các trang trại quy mô lớn lên tới hàng chục nghìn con bò. Vậy ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại bò lớn nhất tại Nga nhé! Khám phá trang trại bò lớn nhất nước Nga. Tại Nga có rất nhiều trang trại chăn nuôi bò theo mô hình hiện đại nhất với quy mô hàng chục nghìn hecta chuồng trại, áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến và hiện đại giúp nâng cao chất lượng sản phẩm thịt và sữa bò. Công việc chăm sóc đàn bò cho ăn, uống nước đều có thể áp dụng máy móc hiện đại, thậm chí robot tự động hóa thay cho con người. Điều này giúp chủ trang trại giảm chi phí thuê nhân công.
Bên trong trang trại hiện đại còn đang xây dựng trung tâm nhân giống và di chuyển với khoảng 9.600 con bê. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất và chất lượng cho đàn bò mà còn dễ dàng tham gia vào thị trường xuất khẩu bò, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Để giảm chi phí chăn nuôi, nhiều trang trại xây dựng một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho từng lứa tuổi của vật nuôi như bò trưởng thành, cho bò cái tơ và cho những con bê nhỏ nhất đều được tính toán đến nhu cầu của các con vật đang phát triển về các nguyên tố vi lượng, vitamin và protein, thức ăn có chế độ dinh dưỡng, tiêu hóa phù hợp đối với từng lứa tuổi vật nuôi. Ngoài thức ăn ủ chua hoặc thức ăn chuyên dụng, bò còn được cho ăn cỏ khô nhằm bổ sung chất xơ. Các trang trại thu hoạch cỏ khô từ nông trại và bảo quản trong nhà kho. Loại thức ăn này có thể cung cấp cho bò quanh năm. Ngoài thức ăn và nước uống, bò cần được đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, chuồng trại phải được vệ sinh hàng ngày. Hệ thống xử lý chất thải phải được hoạt động tốt, đảm bảo môi trường sạch sẽ cho bò. Tất cả các phân trong chuồng được các thiết bị xử lý chất thải chế biến thành phân hữu cơ có lợi cho cây trồng. Một số trang trại sẽ sấy khô phân bò và đóng gói trở thành một sản phẩm buôn bán có giá trị đáng kể. Quả thật, các nông trại trồng trọt rất cần những sản phẩm phân hữu cơ này. Công việc vắt sữa cho bò tại các trang trại lớn ngày càng thay thế bằng máy móc. Các robot vắt sữa làm việc có thể thực hiện tới 150 lần vắt sữa mỗi ngày mà không cần sự trợ giúp của con người. Hơn nữa, còn có thể tiến hành kiểm tra độc lập chất lượng sữa và tình trạng chung của bò. Mọi chỉ số sức khỏe của những con bò và lượng sữa cung cấp đều được thể hiện qua các thiết bị kiểm tra sức khỏe. Từ đó, có thể chẩn đoán được tình trạng bò đang gặp vấn đề gì. Những trang trại bò sữa lớn có thể thu hoạch hàng trăm nghìn lít sữa mỗi ngày và chế biến thành nhiều sản phẩm từ sữa khác nhau. Mỗi năm, Nga sản xuất khoảng 32,2 triệu tấn sữa nguyên liệu, trong đó 22,07 triệu tấn phù hợp để chế biến làm nguyên liệu thô. Đồng thời, các doanh nghiệp Nga sản xuất 11,4 triệu tấn sản phẩm sữa nguyên chất, hàng trăm nghìn tấn format và bơ. Tất nhiên, các mặt hàng xuất khẩu không thể thiếu các sản phẩm từ sữa. Nga vẫn là quốc gia có nhiều sản phẩm sữa nhất, có quầy bán sữa lớn nhất trong các siêu thị và có mức tiêu thụ khá cao theo tiêu chuẩn thế giới. Mỗi năm, người Nga tiêu thụ khoảng 5,7 triệu tấn sữa uống, 2,8 triệu tấn sản phẩm sữa lên men, hàng trăm nghìn tấn format và các sản phẩm từ format. Bò sữa khi được 4,5 đến 6 tuổi, chất lượng sẽ giảm đáng kể. Lúc này, bò sữa là nguồn cung cấp số lượng thịt lớn cho ngành công nghiệp chế biến thịt đỏ. Lúc này, chúng được vận chuyển đến các nhà máy chế biến thịt bò. Mỗi ngày, những nhà máy có thể chế biến hàng trăm con bò bằng dây chuyền hiện đại. Chúng được thực hiện quá trình giết mổ nhân đạo bằng cách trích điện không gây đau đớn. Sau đó, những con bò được treo lên các móc sắt để thực hiện quá trình phân tách ra. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong ngành may mặc. Da bò phải được tách cẩn thận, tránh bị hư hỏng.
sau đó là quá trình loại bỏ nội tạng và làm sạch. Các loại máy cắt thực hiện công việc phân tách các bộ phận thịt thành các miếng nhỏ trước khi được đóng gói. Mọi quy trình đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thịt bò không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ nhu cầu xuất khẩu.